Vào thời gian mọi người chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm các loại tội phạm gia tăng hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản. Vì thế hiện nay, lực lượng công an các tỉnh thành đang tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng trộm cướp, đảm bảo tình hình an ninh trật tự để bà con yên tâm vui xuân mới. Với hành vi cướp giật điện thoại của người dân rồi bán lấy tiền tiêu xài, đối tượng Lại Kim Dũng, trú tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Do không có tiền tiêu xài, Dũng điều khiển xe máy đi lòng vòng các tuyến đường trên địa bàn ở thành phố Nha Trang tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đến khu dân cư thuộc tổ 14, Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, thấy một phụ nữ đang ngồi trên xe máy, trên tay cô cầm điện thoại, đối tượng đã áp sát giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy, sau đó mang điện thoại đi bán được 4.500.000 đồng.